Đầu tiên, cặp song sinh sẽ nhảy dây 5 lần, sau đó lấy một quả táo trong vỏ và áp vào má, di chuyển khéo léo qua các chướng ngại vào chiếc vỏ cuối cùng. Thời gian cho thử thách này sẽ là 2 phút. Cặp nào mang về nhiều táo hơn sẽ giành chiến thắng và ghi được 30 điểm. Cặp thua không có điểm. Ca, dạ. Thì lúc anh nghĩ nếu mà mình là chị em sinh đôi nhau á, chắc là hợp tính nhau lắm. Sao vậy anh? Tại vì không không giống nhau đó. Anh này, người ta có một câu: muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa đi cùng nhau. Anh ấy đi bán hàng hết. Đây chính là đường đua. Mà không những như nhanh mà còn phải chính xác và kết hợp thật là ăn ý cùng với đồng đội của mình. Và bây giờ vẫn theo luật cũ, lady first, ưu tiên phụ nữ. Xin mời hai bạn trai bước vào vị trí sẵn sàng. Các bạn đã sẵn sàng và bây giờ 2 phút xin được phép bắt đầu. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. 1, 2, 3, 4, 5. Tốt rồi. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục nào. Nhanh lên. Một cái thôi. Rồi đi qua cái hàng rào này. Đúng rồi, hay ôi, quá ôi, Qua cầu, cẩn thận táo bay. Qua cầu, coi chừng táo bay nha. Qua cầu áo bay mệt. Táo bay. Đúng rồi. Lặp lại. Nhảy dây lại nào. Nhanh lên. Chà, em ơi, cái tháp này nó cứng lắm nha em. 3, 4, 5. Hay quá. Nhưng mà con trai mà, thể lực dồi dào hơn. Rồi, để cho đều, nếu không là rớt đó. Đương nhiên là trò này sẽ phụ thuộc vào yếu tố may mắn nữa. Giữ được cái táo ở trên hai má của hai người đều đặn hay không. Con trai thường là không có make up, đâm ra không có son phấn nhiều á. Nên anh nghĩ cái độ bám sẽ trơn hơn, là dính mồ hôi. Dính mồ hôi mà trơn hơn mà bám hả anh? Cố lên à. Trời ơi, anh em phối hợp nhẹ quá anh em ơi. Con chừng nghe lần ta đích rồi, đừng để rớt nha. Rớt lên. Cố lên. Cố lên. Từ từ đứng lên nè. Bình tĩnh. Hay quá. Rất tốt. Nhảy dây tiếp. Thời gian vẫn còn 47 giây nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Rồi. Rất tốt. Gia đình tự hào về hai em. Niềm hạnh phúc của gia đình. Yeah. Cố lên nào. Chờ đón xem sẽ bao nhiêu cái táo. Đừng hấp tấp nha. Còn 30 giây cuối cùng. Nhịp nhàng, trời ơi, cô ca em thấy không có một tấm gương nào đó đang gắn liền với hai bạn không? Giống nhau quá trời. Rớt rồi. Làm lại. Và bây giờ là 15 giây cuối cùng. Cố gắng nào, có một kỳ tích xảy ra hay không? 2, 3, 4, 5. Rất tốt. Nào, cố lên nào. Đừng vội vàng nhé. 1, 2, 3, 4, nhưng mà phải chắc nhau. Hết giờ. Như vậy thì theo Buka, số táo nằm trong rổ là bao nhiêu và có hợp lệ hay không? Dạ, số táo nằm trong rổ thì chỉ được một trái thôi. Em ơi, rổ. Cẩm Thơ à, rổ. Số táo nằm trong cái rổ đó là chỉ được một trái thôi. Ừ. Dạ, em theo như em quan sát thì nó hợp lệ vô cùng. Yeah, cảm ơn Cẩm Thơ rất nhiều. Một trái táo hợp lệ đã thuộc về các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rõ ràng trò chơi và thử thách vừa rồi rất khó, đòi hỏi cả hai người anh em song sinh Cẩm Phước và Cẩm Toàn phải phối hợp ăn ý với nhau và có một cái thể lực bền bỉ. Hy vọng là cặp đôi còn lại cũng sẽ giữ được phong độ này. Các bạn đã rút tỉa được rất nhiều kinh nghiệm rồi đúng không nào? Xin mời Hoàng Mỹ và Hoàng Hảo bước vào vị trí của mình. Sẵn sàng nha. Chơi nhảy dây là trò của con gái rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Ây da, ơi, trời ơi. Sao? Không, lặp lại nè. 1, phải đếm nha, phải đếm để đồng bộ. 1, 2, nè, phải đếm đồng bộ. 1, 2, 3, cùng nhảy lên nha. 1, 2, 3. Chưa được. Không sao. Bình tĩnh. Trời ơi, xúc sổ hết trơn rồi đó. Mình phải đếm. 1, 2, 3 mình mới nhảy lên được. Em ơi, em làm lạc nhiệm của người ta rồi đó. Thấy người ta tự đếm được không? Phải không sao hết, thì mới ba mấy giây thôi mà. Không sao hết trơn đó. 1, 2. Không sao đâu, làm lại đi. Thời gian không còn mà. 1, 2, ba. Sao vậy? Bật cao lên cái con nào. Bật cao lên. Mình phải đếm 1, 2, 3 mình mới nhảy ra được. Nha. Ồ, đúng không? Cái kinh nghiệm là mình 2, phải bật cao. 3. Rồi cái tay á. Phải nhảy cao lên. Nhanh. Để nó lọt qua cả hai người. Để lại. 1, 2, 3. Hai người gì rất thẳng luôn. Bình tĩnh nào, không có gì hết trơn. Bình tĩnh. Đó, rồi. Mấy bạn này chắc chơi búng thun thôi. 1, 2, 3. Nhảy dây. Lại nhảy dây xong hết giờ quá. Cố lên.
ủng hộ tinh thần. Quan trọng là thần thái, không phải quan trọng là kết quả thắng hay thua. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thần thái. Mình đếm 1, 2, 3 mình phải nhảy lên được không nha? 1, 2, 3 vậy? Có. Cố lên nào. Còn 15 giây cuối cùng. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Không. Ủa vậy đó, không sao hết trơn. Phải không quá, không sao hết. Không sao hết trơn. Nói nè. 1, 2, 3 Hết giờ. Cú cao về đây. Anh ơi, mãi kỷ lục không qua được cái thứ 4 anh ơi. Kỷ lục từ trước đến giờ. Em không hiểu lý do luôn á. Là chưa có cặp đôi nào mà chỉ dừng lại và hết giờ ngay đúng vị trí xuất phát luôn. Dạ không đi được tới đâu hết. Xuất sắc. Quan trọng là hai bạn vẫn giữ được nụ cười, vẫn nắm tay nhau. Dễ cưng hai đứa mình cũng nên nắm tay đi. Cái chuyện này nó mắc cười lắm. Cho nên là hai bạn phải cười thôi anh. Chứ bây giờ làm sao? Chạy lại khóc. Nhảy 2 phút đồng hồ. Không qua được cái thứ tư. Vẫn còn 2 giây mà vẫn bắt đầu nhảy lại từ đầu luôn. Thôi mình cũng phải làm đúng theo thủ tục em à. Buka mà... à, số táo trong rổ đã được bao nhiêu trái và có hợp lệ hay không? Dạ, số táo trong rổ là được 20 trái. Rổ bên này, chứ bên kia không có trái nào. Cái rổ đến, chứ phải cái rổ mà xuất phát. À dạ, còn cái rổ của xuất phát được 20 trái. Ê. Nhưng mà cái rổ của đích đến thì không có trái nào cả. Tại vì mấy bạn chưa nhảy được 5 cái nữa. Tôi tức quá mà thiệt á. Bây giờ sẽ là 30 điểm trọn vẹn thuộc về đội nào? 30 điểm trọn vẹn thuộc về đội Phước Toàn. Chúc mừng hai bạn Cẩm Toàn và Cẩm Phước đã được trọn vẹn 30 điểm và nâng tổng điểm của mình lên thành 60 điểm. Hoàn mỹ và hoàn hảo, không sao. Vẫn giữ được sự hoàn thiện với số điểm là 20, không đổi.